Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay như Việt Thảo đã thông báo không thiếu một ca sĩ nào cả, nhưng thì có chứ không thiếu. Và người nghệ sĩ, một tiếng hát tài danh mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu hơn 34 năm qua kể từ ngày Việt Thảo bước chân lên làm MC trong nền nghệ thuật sân khấu và nền ca nhạc và hải ngoại. Nhưng trước đó từ các khung trường đại học của Việt Nam, tiếng hát của nữ hoàng chân đất vẫn gắn liền với anh chị em sinh viên, học sinh và với Việt Nam chúng ta cho tới mãi ngày hôm nay. Chúng tôi muốn được hân hạnh giới thiệu đến quý vị cùng các bạn một người chị, một người bạn, một người ca sĩ gắn bó với chúng ta trong suốt bao thập niên qua, tràn có tay thật lớn trong mùa Giáng sinh, nồng ấm đón chào nữ danh ca Khánh Ly. Chào tất cả các anh chị. Và trước xin kính chúc các anh chị một mùa Giáng sinh thật vui, thật hạnh phúc và một năm mới rất nhiều sức khỏe, rất nhiều bình an. Tôi không có quần áo mới, tại vì tôi không có cái gì ngoài cái áo dài. Xin tha lỗi và chúng ta bước vào phần hát có tính cách cộng đồng hơn. Xin mời các anh chị cùng hát với chúng tôi. Chúng ta tạo không khí cho thật vui, thật hạnh phúc để hôm nay em đi qua chuyến đầu. Đều là những bài mà các anh chị đã biết, đã yêu.
các anh chị cũng thấy là tôi không biết năm nay hát với anh chị ở đây rồi năm tới mình có gặp nhau không, cái đó tôi không biết được. Cho nên chúng tôi cố gắng mang tất cả tấm lòng, trái tim của chúng tôi để cùng vui với các anh chị trong một đêm Giáng sinh thật là hạnh phúc với tiếng đàn của ban nhạc nhạc sĩ Hoàng Thi Thi, nhạc sĩ Trung Nghĩa và tay chân Quyền.